Rồi sau khi tôi giới thiệu cho các bạn biết rồi cái EHCAT rồi á, thì giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn là một cái hoàn chỉnh nha, một cái bot hoàn chỉnh. Thì đầu tiên tôi bấm tôi tạo bot nè, sau đó tôi liên kết vô cái trang fanpage của tôi, những cái fanpage của tôi quản lý đây quá trời cái đây nè, tôi mấy cái từng demo không mà cái của tôi đây, cái tư vấn tiêu rồi, tôi muốn tiểu đường đã quỹ tích hợp là cái này nè ha, tôi chọn đây ha, rồi tôi chọn vô cái post mẫu tôi lấy cái post là hỗ trợ giới thiệu sản phẩm đi, tôi bán sản phẩm, tôi chọn post giới thiệu sản phẩm, tôi tạo mới. Sau khi tôi tạo mới xong rồi á thì ngay chỗ cái trả lời tự động đây sẽ có những cái kịch bản đây đó, kịch bản chào mừng, kịch bản mặc định và những kịch bản giới thiệu và kịch bản của nhân viên tư vấn, thì tôi sẽ sửa lại ha. Kịch bản chào mừng thì đây kịch bản chào mừng của nó nội dung là gì đây, tôi sẽ sửa lại. Bắt đầu của nó là chào anh chị gì đó, cảm ơn đã quan tâm đến sản phẩm EHCAT đúng không? Thì bây giờ tôi không để đâu, tôi để là hạ can đường nha. Sửa lại hạ can đường. Đó, xin lỗi anh chị muốn muốn tìm hiểu về hạ can đường, tìm hiểu về cái này là nó giới hạn hạn ký ký tự nên mình phải gõ tắt nha. Đó, gặp nhân viên tư vấn, hành động sau khi bấm tìm hiểu hạ can đường sẽ dẫn hành động gì đây, hành động dẫn vô cái chỗ là giới thiệu sản phẩm đúng không? Đó, gặp nhân viên tư vấn thì hành động nó dẫn vô cái phần hỗ trợ đúng không, mình thấy đó, thì mình quay lại đây giới thiệu nè, nếu mà giả sử bấm vô cái chỗ là tìm hiểu về hạ can đường thì sẽ dẫn vô cái trang giới thiệu, vô giới thiệu mình coi trong giới thiệu đây sẽ nói gì, bắt đầu vô. Đầu tiên là vô là gì đây, anh chị biết đến cái hai chat từ đâu, mình sửa lại biết đến cái hạ can đường từ đâu, đây mình copy để ngồi làm cho nhanh ha. Rồi Facebook gì ở đây, đây mình có thêm thì mình thêm, ví dụ như là báo chí hay là bạn bè gì đó mình ghi thêm vô rồi luôn. Rồi vai trò tiếp theo tới đây xuống đây, vai trò là và anh chị là ai, ví dụ tôi nói anh chị là ví dụ như là nhà thuốc. Rồi và cái này anh chị là bệnh nhân cả hai nha, có cái này có action gì không, có action thì mình bỏ vô không mình thôi ha, cái này mình không lưu, mình bấm ra ngoài cái màn hình này là mất á, mình phải bấm lưu cái mà lỡ bấm về là mất, nó không có lưu đâu, cho nên nãy tôi làm mà bị sai nè, sửa lại nè. Nhà thuốc rồi kéo cái này lưu cái nó mới khó nè. Rồi tới đây là dạ cho hỏi anh gì đó đã từng sử dụng hạ can đường chưa, dùng chắc có trở lại hạ can đường thấy chưa, chưa dùng, nếu chưa dùng thì sẽ dẫn đến cái gì, hành động nè. Rồi dùng rồi, chưa dùng, dùng rồi đó, hành động gì đúng không, ở đây chưa có hành động để mình để tính, để mình để tính đó tới sau đây ha. Đó chưa dùng qua đây, dùng rồi qua đây nè nha, chưa dùng ở nhánh này và dùng rồi nhánh này. Đúng không? Rẽ nhánh nè, nó để rẽ hai, rẽ hai nhánh nè. Chưa dùng. Dùng rồi nha. Hai nhánh đàng hoàng nha, hai nhánh. Đó. Rồi. Chưa dùng, dùng rồi, rồi bị bỏ rồi. Chưa dùng bên này nha, chưa dùng thì đây vậy em khuyên anh chị nên tìm hiểu dùng ở đây hạ can đường
thường trước khi sử dụng. Dùng nó vô đi. Kỹ nha, tìm hiểu kỹ về hạ can đường trước khi dùng. Ví dụ vậy đây nữa. Rồi, xong, lưu. Rồi, sau đó đẩy xuống đây. Đẩy xuống đây, từ đây đẩy xuống đây là ưu điểm thứ nhất. Tại vì ưu điểm thứ hai là gì, mình bỏ vô ha. Đó, nãy mình nói bên đây. Bên đây là mình có nè, ưu điểm hạ can đường rồi đó. Căn đường mình đã nói nha, căn đường là gì rồi đúng không? Đây, đầu tiên mình nói hạ căn đường là gì trước đúng không? Đầu tiên mình sẽ nói hạ căn đường là gì trước. Đây, đó. Nhất là nhất hạ căn đường là gì đó, rồi sau đó mình có thể thêm ha, dấu cộng thêm nè, thêm tin nhắn là thêm tước tước dưới này mình sẽ mua lên ha, đó mua lên, mua này lên ha, hạ căn đường là gì rồi, này hạ căn đường là gì mình mua xuống rồi. Đó, ở đây mình sẽ ở đây hạ căn đường là giúp căn đường lập ta đây đó, mình sẽ nói đây hạ căn đường là đây nha, rồi cái này không có nút lon ra ha, nút bấm này không có, không còn. Không cần, mình không cần nút bấm đây. Rồi. Và thêm tin nhắn nữa. Thêm tin nhắn mở thêm cái cuối không à. Không có thêm ở trên này cho mình. Mua lên. Nắm mũi tên rồi mua lên nè. Mua nó lên. Đó. Rồi. Tiếp tục mình lấy lên. À, nguyên cục này vô ngắn thôi đó. Đây, ngắn vô đây mình đem xuống dưới này nha, mình rồi sau đó mình nói hạ căn đường là gì, xong rồi mình nói ưu điểm của hạ căn đường nha, rồi tiếp tục đây. Đây, cái nơi công dụng nè. Công dụng nè. Đó. Đấy chưa? Công dụng hạ căn đường nè. Xóa này đi luôn. Cộng trên nhắn thì nó không có bookmark cho đẹp, cho nên mình phải để dấu cộng đây nha. Và để cái gì đó, mình chèn thêm cái gì đó, chèn thêm chút icon cũng được nè, đây chèn icon cũng được nè. Đây mình chèn icon đây nè. Đây nè, icon phải icon đi, mình chèn cái dấu tích gì đó đi. Mình chèn thêm cái gì đó vô ha, chèn thêm mấy cái gì đó vô, icon vô cho đó. Đó, vậy đây ví dụ là tôi làm gì đó. Vậy. Đó, rồi ví dụ vậy đi, xong. Tiếp tục, mình tìm tiếp thì mình nhắn tiếp. Mình nhắn nữa là mình sẽ rồi tiếp theo mình nói tiếp là cái thằng hạ căn đường có tốt không? Đó. Đấy. Đấy.
ta xuống mình làm tiếp, làm đẹp hay không mà đẹp là cho mình ấy. Đó. Đó, rồi thấy chưa? Rồi cái hình này, cái hình này thì upload hình lên bên này, khang đường lên ha. Hình này để hình này, hình sản phẩm hay là hình gì đó đi. Đó rồi sau này xong này ha, xong này nhớ bóp luôn nha. Đó không luôn rồi bóp đó, ưu điểm là xong. Tiếp theo mình làm tiếp, theo ưu điểm xong đó là tới đây, dài dài tới đây làm tiếp ha, sửa lại. Bên đây cũng vậy, mình làm y vậy, sửa lại vậy. Rồi, nhưng mà cái đây nó đang thiếu một cái đặt hàng. Nhưng mà chỉ bị giới thiệu sản phẩm mà chưa có phần đặt hàng, thì mình sẽ làm thêm một cái đặt hàng nữa mới được. Mình sẽ làm thêm một cái đặt hàng, một cách tạo mới một cái đặt hàng ha. Đặt hàng ở đây, tạo mới cái đặt hàng ở đây đi ha. Rồi sau đó tạo kịch bản đặt hàng. Đầu tiên vô khi mà họ bấm đặt hàng thì mình sẽ hỏi cái gì họ để mình lấy thông tin. Không, tạo mới một thoại. Thoại đầu tiên là bắt đầu. Rồi mình lấy cái gì đây? Đó, nha. Từ đây á. Từ cái chỗ mà giới thiệu nè. Từ cái chỗ giới thiệu nè, theo dưới. Sau khi giới thiệu xong á thì mình sẽ yêu cầu người ta đặt hàng luôn nha. Giới thiệu là ưu điểm nè. Đó. Ok, đồng ý nè. Ok, đồng ý sẽ dẫn cái hành động. Hành động của mình là hành động dẫn chuyển lên kịch bản, kịch bản. Kịch bản tiếp theo là kịch bản đặt hàng nha. Đó. Rồi, bây giờ mình quay thiết kế kịch bản đặt quay thiết kế kịch bản đặt hàng nha. Mình vô kịch bản chào mừng để mình lấy một số thông tin ha. Mình mới làm mình thông tin là ví dụ như là đây first name. First name, last name chính là cái ấy, mình lấy cái này đi. Lũ này là đây để ngồi mình làm ha. First name, last name ha. First name và gender ha. Rồi. Bây giờ trở lại tự động đi. Mình sẽ làm một kịch bản đặt hàng. Rồi bây giờ mình sẽ vô mình chào, mà vô mình sẽ không chào nữa, mình vô mình đây anh vô cái này là anh chị tên gì đó muốn mua máy hộp chẳng hạn đi, mình làm cái máy hộp đó. Thì cho ta trả lời tự do hay là tôi muốn nhập gì vô, cho ta trả lời là trả lời nút bấm như vậy nè. Rồi tôi gửi này xuống cho. Rồi cho tao bấm nút bấm hay bấm gì? Bấm số đi, văn bản. Nhưng mà tự do trả lời nhập con số. Đó, bao nhiêu số? Tu vô. Đó. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo, sau khi người ta nhập con số vô rồi thì mình tiếp theo là mình mới lấy thông tin, lấy họ tên. Lấy họ tên. Họ tên người người đó. Thì đó. Anh gì đó có thêm anh em nữa cho biết họ tên người nhận hàng đó. Thì tự do người ta sẽ nhập họ tên vô, gợi ý hiện ý luôn ha. Rồi hiện gợi ý là hiện ý, ta bấm vô luôn, bấm họ tên vô. Bên đây kéo xuống đây là từ đây nó sẽ đẩy xuống đây. Rồi tiếp theo tạo thêm một cái hộp thoại mới. Rồi tiếp theo ok nằm dưới đây ha, này kéo xuống đây đi. Thì ở đây á
là mình sẽ lấy họ tên, rồi sau đó mình sẽ lấy tiếp là số lượng. Không, số lượng lấy rồi chưa? Số lượng mình lấy họ tên, số điện thoại chứ. Số điện thoại, số lượng lấy rồi nha. Số điện thoại. Số điện. Rồi tự do cho họ nhập vô ha. Cái này mình sẽ hỏi là tiếp theo là anh chị gì đó tên. Cái này là anh chị tên gì đó. Cho em xin số điện thoại. Cho em xin số điện thoại. Rồi, cho gì hốp xin số điện thoại em gì đó mình nói rồi. Số điện thoại hiện gợi ý, nghĩa là hiện ý số điện thoại luôn, lấy rồi tự không. Rồi tiếp tục. Rồi tiếp tục lấy địa chỉ cho họ luôn, địa chỉ giao hàng luôn ha. Rồi tạo, ở đây mình tạo lớp mới nè, tạo lớp mới, được rồi. Đây. Rồi sau đó là số điện thoại xong rồi, mình sẽ lấy tiếp là địa chỉ. Địa chỉ giao hàng. Rồi. Và cũng như vậy là cái này nhắn vô anh chị vui lòng cho xin địa chỉ giao hàng. Chị giao hàng đó, rồi sau đó tự do là nhập địa chỉ nha. Đó, hành động rồi đó, là bao nhiêu kịch bản này, kịch bản bán hàng ở đây, đặt hàng ở đây. Đó. Không, rồi. Sau đó. Đó, ở đây mình sẽ coi kiểm tra lại là sau khi chỗ này là chỗ ưu điểm này ha. Sau khi họ đồng ý ok hành động á sẽ dẫn tới gì nè, đây mình kiểm tra lại hành động nè. Hành động ok thì hành động nó dẫn tới cái chuyển đến kịch bản, chuyển tiếp đến kịch bản là đặt hàng, rồi tìm và tu đó. Còn chỗ kết thúc này, kết thúc tạm thời, chỗ kết thúc cái chỗ đây là kết thúc cái chỗ mà cái chỗ kết thúc á, không, cái chỗ này cũng được, chỗ này mình sửa lại một chút đi, cái chỗ này ok đồng ý thì nó bỏ này qua, rồi đồng ý thì mình xóa lại đi. Cái này đi, cái này luôn đi. Xuống đây đi, xuống đây mới đúng. Hứng thú với, ok, nếu đã tin tưởng, nếu đã có tin tưởng hạ can đường nha. Dùng thử hạ can đường nha. Đó. Thôi bỏ này đi. Đó. Rồi bây giờ mấy này bỏ đi. Món này không cần thiết. Không cần thiết. Rồi. Bây giờ ok tôi sẽ thử ở chỗ này mới dẫn tới nè. Ok tôi sẽ thử thì hành động mình sẽ dẫn tới cái chuyển tiếp kịch bản. Bản này là kịch bản chính không. Đặt hàng. Thêm vô. Rồi luôn. Đó. Tới đây mới ngừng, tới đây nó mới chuyển qua cái khác nè. Tới chỗ này nè. Còn ở chỗ này mình sẽ tạo thêm một cái kết thúc nữa, mình bỏ riêng ra cái nữa mới được.
Ở đây mình sẽ tạo thêm một cái nữa là kịch bản kết thúc. Tạo mới. Qua vô đây. Mình sẽ mua những cái này qua. Ở đây nó có di chuyển qua lại nha. Cái này dưới đây nè. Cái này giờ tới đây ngưng rồi. Mình cái này mình phải mua qua một chỗ khác rồi. Mình cách là copy đến kịch bản khác nè. Copy đến kịch bản khác nè. Copy đến kịch bản kết thúc. Sao chép. Cái này cũng vậy. Kết thúc này cũng vậy. Mình cũng là copy đến kịch bản khác. Kết thúc. Sao chép. Rồi sau copy xong rồi quay ra đây. Mình vô kịch bản kết thúc của mình á, mình sẽ thấy hai cái vừa mới copy nó nằm đây. Đây. Hai cái này mình cho nó bình với nhau luôn ha. Kết thúc chính là cuộc trò chuyện kết thúc thôi chứ không có gì hết. Kết thúc nè, kết thúc mình thấy nè. Cuộc chuyện ở đây kết thúc. Mong anh chị đánh giá giúp để giúp Hạ Khang Đường trở nên tốt hơn nè. Giúp nên tốt hơn. Đó, ví dụ vậy nha. Lưu, rồi. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ link lại nha. Vô đây, giới thiệu nè. Sau khi, nếu mà giả sử đó, nếu như tới đây. Cái này xong không? Cái này xong mình delete đi nha. Này, nãy mình copy bên kia rồi. Rồi, rồi tới đây. Nếu như ok, Lưu sẽ thử á thì dẫn nó đang đặt hàng, nếu mà để sau á thì mình dẫn nó đang kết thúc luôn. Hành động. Hành động nè. Chuyển tiếp đến kịch bản nè. Kịch bản kết thúc nè. Đó, đúng không? Rồi, sau đó lưu lại. Đó. Còn mấy cái hài lòng đã dùng rồi đó, đã dùng đi. Hài lòng. Hài lòng mà dẫn qua đây đúng không? Hài lòng. Sao của Hạ Khang Đường. Đây. Đây mình coi coi có gì nữa không. Chưa hài lòng. Hãy nhảy xe, hãy kiểm tra lại xem nên đã cái gì. Đúng. Đã. Vậy. Vậy anh chị hãy xem lại hãy. Vậy. Anh chị hãy chỗ này chưa hài lòng, nếu mà mình chưa hài lòng cô thuốc mình bán thuốc á thì chỗ chưa hài lòng đây mình dẫn cái kết thúc luôn đi nha. Không có xem, mình không có xem lại mấy này chưa hài lòng này chưa hài lòng mà kết thúc bớt luôn. Dẫn vô đâu, dẫn vô cái chuyển đến kịch bản hiện tại nè, kịch bản ưu điểm. Đó. Rồi bỏ qua thì dẫn đến cái bỏ qua thì hành động dẫn đến đâu, bỏ qua nếu mà bỏ qua mình sẽ dẫn chuyển tiếp với kịch bản là kết thúc. Đó, vậy luôn. Rồi xong.
rồi mình làm xong con bot thì mình test thử nha. Trên đây test thử, để test thử cho các bạn dễ nhìn thì tôi sẽ test bằng cách tôi tạo một cái tăng trưởng đi, test đẩy test lên trên trang fanpage đâu nhé, tạo một cái gọi là custom chat, chat này là web ha, web là mời, là mời thì mình đây chào bạn, cần tư vấn gì đó, rồi thì để an tâm kịch bản gì, kịch bản chào mừng nghe, rồi đâu mình đẩy lên web luôn ha, mình đẩy lên lên website luôn. Để đẩy website á, mình phải tạo một cái tăng trưởng nha, rồi sau đó mình vô phần cài đặt, mình nhập cái đây nó sẽ có một cái là URL, mình nhập đúng URL website đây nha. Cái tên web của mình ví dụ như là ở đây tôi là Cẩm Hà ha, Cẩm Hà.com thì tôi sẽ lấy cái Cẩm Hà tôi bỏ vô, Cẩm Hà tôi bỏ vô đây, enter xuống, có cái tên web mình vô đây mới nhận nha. Rồi sau đó mình mới vô tăng trưởng nè, sau làm xong nó tự động lưu nha, đang không thấy lưu, không thấy nút lưu nữa, nó tự động lưu. Sau đó vô tăng trưởng nè, mới tạo mới một cái tăng trưởng, ví dụ ở đây tôi xóa này, này xóa được không đây, này không cho xóa nữa đâu, này xóa nè, làm lại nha, tạo mới, sau khi có thêm cái domain website mình vô trong cái chatbot, cái bot này rồi thì mình mới tạo mới một cái là custom chat, rồi sau đó mình mới nhập cái lời mời nè, đây hiển thị nè, đó lời mời nè, nhập cái lời mời trò chuyện nè, chào bạn, bạn cần tư vấn gì vui lòng liên hệ đó, rồi chọn vô kịch bản chào mừng nha, luôn cái thì sẽ sinh ra một cái đây á, sau khi làm xong á thì sẽ sinh ra một cái đoạn clip này, mình lấy code mình đem nhúng vào website nha, vô website của mình Cẩm Hà, vô trang admin này ha, trang admin này sau đó mình mới vô cái chỗ gọi là platform admin, và sau đó chép cái những đoạn code vô chỗ là body rips button này, vô rồi sau đó mình test thử nha, mở cái mình để dành test luôn, mở danh được rồi, dưới đây mình coi có hiện cái chat lên được không, à, có chat lên bấm lên, chat cũ hay chat mới đây, nào mình coi rồi, mới là tư vấn tiểu đường nha, tiếp tục của Nguyễn Thanh Điền nè, nãy giờ chat mình làm mình chat lại rồi, chào anh Điền, cảm ơn đã quan tâm đến sản phẩm hàng căn đường đúng không, xin hỏi anh muốn tìm hiểu về hàng căn đường đó. Rồi đầu tiên anh biết hàng căn đường từ đâu, từ Facebook đi chẳng hạn đó, rồi anh là nhà thuốc ví dụ như đi, ai nói anh đang sử dụng năng lượng chưa, chưa dùng đi, sử dụng chưa dùng đi, trả lời sao? Nghĩ kỹ hay được cái dùng nè, tích sau số bài ưu điểm này nghe nè, hồi nãy mình làm làm sao rồi, giờ trả lời y vậy không? Anh làm sao rồi, giờ trả lời y vậy luôn. Nhất hàng căn đường là gì nè, hàng đường là sản phẩm của tạo đường, nó y vậy, mình làm sao lại ra y vậy, tin nhắn sao nhắn y vậy, cái này cho mình nhắn nha, do mình tự nha. Đó, bạn có đồng ý không? Ờ, nó có đồng ý những cái đó không? Đồng ý. Nếu đồng ý thì nhận cái gì? Đồng ý thì kêu mua. Đúng không nè? Ok, nếu có tin tưởng. Cái này nãy mình thiếu dấu nè, thấy chưa? Mình thiếu dấu nha, cái dấu ngoặc kép nên nó không hiện, nó lại tin tưởng thì anh hay chị gì đó dùng thử hàng đường nhé. Ok, tôi sẽ thử nè. Khi bấm ok tôi sẽ thử thì nhận cái kịch bản gì? Đặt hàng của mình đó, anh thì mua mấy hộp rồi, vô tôi mua 4 hộp thì enter cái. Anh hỏi tiếp là hộp biết họ tên à? Đó. Bây giờ rồi tiếp theo số điện thoại nè, tự động hiện số điện thoại tôi bấm luôn đúng không, rồi tiếp theo rồi anh này vui vô cho địa chỉ giao hàng ABCD đó, là
Nhưng chỗ này bị sai đúng không? Không, chỗ này đáng lẽ là chỗ đây, gõ này đây là phải dẫn vô cái kịch bản kết thúc mới đúng. Chỗ này như mình thiếu nè. Đứng ở chỗ này do nè, chỗ này mình coi lại chỗ đó đứng, phải coi lại chỗ đó mình dẫn cái gì. Hiểu không? Ví dụ chỗ đó nãy mình nói cái chỗ mà nhập địa chỉ đúng không? Chỗ đặt hàng nè. Cái chỗ đặt hàng là xong rồi đúng không? Cái chỗ đặt hàng nè. Chỗ đặt hàng hồi nãy mình thiếu. Mình thiếu mà nhập địa chỉ giao hàng xong rồi sao nữa? Hành động. Hành động dẫn đến cái gì? Cái kết thúc. Xong rồi kết thúc ấy. Động dẫn đến cái kịch, diễn cái kịch bản và kịch bản cái kết thúc. Đó, lúc đó nó mới hiểu nha. Rồi, hành động. Hành động chuyển đến kịch bản nè. Kịch bản kết thúc nè. Đó, thì lúc đó thêm nè, mới lưu nè. Đó, thì nó mới ra. Đó là cái cách làm như thế. Nãy giờ tôi làm như thế một cái cho các bạn coi đó. Nha. Ừ. Ừ. Chỗ đó bắt buộc nhập số mà. Hiểu luôn, vẫn hiểu. Chứ bây giờ mình test thử đi. Nãy tôi chỉ mới test sơ qua thôi. Mình giờ mình test thử. Mình làm. Ha. Rồi, đó là cái cách. Rồi mình cách làm ha. Được không? Rồi, kết thúc cái video chatbot đây luôn nha. Các bạn đăng ký, mình lấy được link của tôi nãy, mình đăng ký nha.